Xin chào quý vị và các bạn. Sản phẩm quý vị đang theo dõi đó là một mẫu âm ly của Đền Ông. Đây là một con âm ly cực kỳ đẹp của cửa hàng. Có mã là 980R công nghệ Class A và giá bán là 7.500.000 đồng. Vẫn con âm ly này, đợt trước tôi bán giá này nhưng mà nó không mới vào con này. Nó con này mới xuất sắc luôn. Âm ly này đánh A, B, A cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Và có nội thất rất gấu. Và anh em hoàn toàn có thể ghép hát karaoke như tôi đang ghép đây. Và tôi đã có một video test để hát. Đây là tôi quay thêm, tôi sẽ chèn video đó, anh em có thể tham khảo thêm. Nguồn xuyến 4 tụ lọc, 2 tản nhiệt, mỗi bên 4 sò than. Quay mặt sau để anh em xem. Nó là mẫu âm ly xuất cho thị trường châu Âu hoặc là toàn thế giới, nên là có đa cầu điện. Mặt sau, mặt trước bóng loáng luôn. Các cái tiêu chuẩn cho thị trường châu Âu và Mỹ, sản xuất tại Nhật: 4123 980 207W, AB cộng B, trở kháng từ 46. Đây đang để điện 220. Các bác chỉ cần xoay ở đây sẽ chuyển hết. Anh em đợi một chút, tôi sẽ đậy nắp vào. Đặc trưng của dòng Đền Ông là tiếng rất to, rõ, khỏe. Ai đã chơi Đền Ông thì sẽ biết được điều đó. Đó, đây là hình thức nhá. Hình thức nó rất cứng cáp và đẹp lắm. Nắp tre đẹp long lanh luôn. Chỉ có vết tay đây này. Tôi mở to nhạc lên một chút này. Ở đây tôi đang đấu vào một đôi loa Bow, bởi vì tôi đang ghép hát mà, và một đôi loa BK. Đôi BK bass 25 và đôi Bow bass 20. Cực phê luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Đến với Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. 1, 2, 3, 4, alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Mặt tiền. Quay gần mặt tiền để anh em tham khảo. Mặt tiền nó quá mới luôn. Tất cả những góc cạnh của đơn vị này bên ngoài đều xuất sắc. Sớt một tí tí màu trắng ở đây. Cái này chấm một tí màu đen và là long lanh ngay. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Giá chuẩn luôn, 7 triệu rưỡi anh em nhá. Chuẩn luôn đấy. Giá đấy là giá tại cửa hàng, thì anh em ở xa sẽ mất chịu tiền ship nếu mà gửi đi. Và anh em ở xa thì đặt cọc tiền, cửa hàng sẽ gửi đi cho các bác. Công nghệ Class A 980R.